Để có cái nồi cơm đậu đen ngon như thế này, các bạn nấu đậu trước nha. Nấu đậu cho nó sôi, sôi trong vòng 5 phút rồi chúng ta bỏ gạo vào, sau đó chúng ta bỏ rau củ, quả gì đó để chúng ta luộc chín ăn luôn chung các bạn ha. Đấy, mình cho chung như thế này rồi mình ăn. Các bạn muốn trứng nó sạch thì chúng ta để luộc riêng nha. Và các bạn để cái chén cái gì lên để chúng ta lược cho trứng nó đừng có dính cơm, người ta bóc nó dính thì nó không có ngon. Đậu đen như thế này là nở các bạn nha, thường nấu sôi đậu đen trước trong vòng 5-10 phút gì đó rồi các bạn sẽ thấy nó nở khi mà nấu chung với cơm một đoạn thời gian dài, nấu nước này kia là nó sẽ nở đều hơn các bạn ha. Đây là bí quyết mà chúng ta tiết kiệm được khá nhiều cái khoản chi phí, giống như là chúng ta nấu thêm nhiều cái lò. À, chúng ta rửa ráy này kia này, nó tốn thêm nhiều cái dụng cụ, mất nhiều thời gian chúng ta rửa nữa các bạn ha. Thì đây là cái nồi mà mình nấu riêng cho cái nồi cơm điện mình, tạm thời mình không có sử dụng, mình nấu đỡ cái nồi này do mình về nhà mình không có đem cái nồi cơm điện theo. Để cái nồi lại cho gì mình xài, nó thành ra mình nấu cái nồi này chứ không mình nấu cái bếp điện này. Nó bếp điện thì nó không có tốn điện các bạn nha, nó không tốn ga chứ. Nó bếp điện thì chúng ta không cần phải nấu thêm ga, tại vì chúng ta để nấu cơm chín rồi thì chúng ta nhắc xuống chúng ta ăn một lượt luôn ha, chúng ta đỡ thêm được cái khoản tốn ga. Thì mình xài theo cái cách này là khá là lâu rồi các bạn nha, mình xài cách đây cũng 2 năm mấy à, mình chỉ dùng cách này thôi, nấu 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 điện là chính đó, mình bỏ trộn chung như thế. Bạn nào muốn ăn rau củ khác thì chúng ta bỏ thay phiên ăn đổi vị cho nó đỡ ngán các bạn ha. Rồi thêm dinh dưỡng mỗi ngày chúng ta ngũ cốc buổi sáng thay gửi sáng nữa thì chúng ta đủ dinh dưỡng rất là nhiều các bạn nha. Thêm trái cây mỗi ngày nữa các bạn ha, xoài ổi như thế nào đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.